thưa quý vị và các bạn ở buổi đọc truyện trước vợ chồng nguyên đã nhận ra lỗi lầm của mình sinh tản thay chồng đến cơ quan công an đầu thú nhận hết tội về mình trượp được minh oan nhưng cũng qua sự việc này mọi người mới biết trượp đã bị một vết thương khủng khiếp đó là bị cụt dương vật đang chờ quân y viện tái tạo mà anh âm thầm chịu đựng bao năm nay và cũng vì lý do này mà anh không muốn lấy vợ sâu chuỗi lại sự việc trượp cho rằng chính Hoàng Nguyên mới là kẻ chủ mưu bày ra mọi việc. Nhưng kẻ khốn nạn đó giờ lại là cháu ruột của Y Mai. Đạo lý của bậc cha chú với con cháu của mình là điều khiến trượp phải suy nghĩ và xin cơ quan chức năng cho giải quyết nội bộ. Về phần Y Mai, biết thương tật của trượp, cô càng yêu anh nhiều hơn và dục anh xin bố mẹ cho hai người làm đám cưới. Lúc này, Trượp cũng báo tin mừng cho Y Mai đó là quân y viện đã gửi giấy gọi anh về để họ phẫu thuật tái tạo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Keo đỏ của nhà văn Vũ Quốc Khánh trong buổi đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Thu Loan. Già làng Hoàng Phương và người vợ xe đăng cùng người con trai ra tới làng Bách Thanh vào ngay mùa trăng ấy sau khi Hoàng Vưỡn vào buôn xe đăng tạ lỗi và năn nỉ mời cụ ra thăm quê. Thôi thì máu chảy đến đâu rồi bâu đến đó. Hoàng Vưỡn là con cụ. Trong lỗi lầm của Hoàng Vưỡn cũng có một phần khiếm khuyết của cụ không dạy bảo con đạo lý làm người đến nơi đến chốn từ thuở còn thơ bé. Bây giờ cụ phải đại xá cho con cũng là điều dễ hiểu khổ thế đấy Trong mọi cái đói ở đời Cái đói tri thức có sức tàn phá ghê gớm nhất Người ta có thể đói ăn Nhưng nếu được học, biết đạo lý làm người Thì gia đình, bố mẹ, con cái vẫn thuận hòa, thương yêu, nhường nhịn lẫn nhau Bát cháo cám cũng đầy tình, đậm nghĩa Ngược lại, có bát ăn bát để nhưng vô học không am hiểu chữ thánh hiền thì anh em đánh nhau tranh giành hương hỏa chú cháu giết nhau vì mét đất hàng xào Hoặc con từ bố như gia đình cụ cũ, cũng là chuyện không phải cá biệt Cụ Hoàng Phương vẫn nhớ như yên lời cụ đồ Trần Văn truyện Ông nội của bộ đội trượp dạy cụ từ thuở còn trai trẻ Thượng án vô thư nhân tất tục Câu ấy diễn nôm na ra là Nhà ai trên giá không có lấy một quyến sách thánh hiền để học thì người nhà ấy là những người thô lỗ, sống không biết đạo nghĩa. Con trai cụ là Hoàng Vưỡn, ngày trước cũng đã học qua lớp bình dân học vụ, biết đọc, biết viết cả, có kém ai đâu. Nhưng con cụ chỉ mới nhận được mặt chữ để đọc thôi, chứ đã học được chữ đâu mà biết đạo lý làm người. Cho nên, nó chỉ có thể tham gia du kích, bảo vệ làng xóm, không cho Tây chiếm đóng. Còn về đạo lý, nó sao đủ tri thức đối nhân xử thế để ăn ở với bà con dân bản đừng nói đến dẫn dắt người ta ra khỏi cái chốn tối tăm đói khổ. Ngay cả đối với bố đẻ nó là cụ đây, chót tham gia quốc dân đảng chỉ vì bị rủ dê chứ có biết đảng phái chính trị là gì đâu, mà nó đã nhẫn tâm từ mặt cụ đuổi cụ ra khỏi nhà trong cơn đói đến lả người. Nó muốn giữ cho lý lịch gia đình trong sạch, khỏi bị liên lụy mà quên đi cái đạo lý tối thiểu cha con thì đủ biết trong đầu Hoàng Vưỡn chẳng có được một mẩu chữ thánh hiền nào cả. Khi đạo lý cha con chẳng giữ được, thì đạo lý quân thần, đạo lý giữa dân với nước làm gì còn ý nghĩa? Thế mới biết, người có hiểu biết khác với kẻ vô học một trời một vực. Đời cụ đã từng xa cơ thất thế, tưởng cầm chắc cái chết trong tay. May nhờ giả làng xe đăng có cái tâm của con người mà cụ được sống già làng tuy không biết cái chữ trong trường học, nhưng già làng lại học được đạo lý làm người trong trường đời, nên mới ra tay cứu cụ khỏi bị chết trong cái đêm giảng làm mưa làm gió đến thế, để đến bây giờ cụ còn mạnh khỏe, có vợ có con như bao người khác. Cụ nhớ ngày gặp bộ đội trượt từ ngoài Bắc lặn lội vào tận buôn làng xe đăng ở Tây Nguyên để đi tìm hai cốt đồng đội. Ngay lúc đó, cụ đã thấy bộ đội trượt là người có thể tin cậy được bởi đất nước hòa bình rồi ai cũng muốn tìm cho mình cuộc sống an nhàn hưởng lạc ấy thế mà bộ đội trượp vẫn không quản gian nan vượt bao vất vả nhớ tới đồng đội mình đã ngã xuống vì dân vì nước lo mồ yên mà đẹp cho người đã hy sinh thế là quý lắm khi biết bộ đội trượp là đồng đội của y mai là cháu cụ giáo chuyện một người có chữ ở làng bách thanh mà cụ đã kính trọng từ trước thì niềm tin trong cụ đã không thể đầy hơn được nữa. Y Mai được ra Bắc học, cụ quyết định cho Y Mai tìm về quê hương Bách Thanh công tác để gần gũi, để tạ tội với quê hương bởi lỗi lầm của cụ đã không dạy được con cái nên người, khiến cụ phải từ bỏ mảnh đất, chôn sau cắt xốn mà ra đi. Hôm nay, Cụ Hoàng Vương được trở về thăm quê, được đi trên những con đường đất đỏ, pha lẫn sỏi ruồi, được cảm nhận những gì thân thương của làng quê sau mấy chục năm trời xa cách. Cụ hồi hộp đếm từng bước đi dẫn về mảnh đất quê cha đất tổ của mình. Mảnh đất này từ thời cha ông cụ đã sống, đã sinh cơ lập nghiệp, đã lớn lên, đã lấy vợ, đẻ con. Bây giờ, mấy chục năm nay, cụ mới về thăm được đành rằng mỗi người, mỗi thành viên trong các thế hệ khác nhau đều phải lo cho mình cuộc sống riêng trong cuộc đời đầy biến cố và chắc ẩn. Nhưng tổ tiên họ vẫn cùng uống chung bầu nước ngọt mà mẹ thiên nhiên đã ưu ái cho cái làng bản nhỏ bé này. Cùng hít thở khí trời ngai ngái mùi buồn, nồng thơm mùi dơ mới và nếm trải bao nhiêu cay đắng ngọt bùi của đồng đất Bách Thanh từ đời này sang đời khác dẫu cho trong số họ có những chí hướng khác nhau. Người cách mạng, kẻ không, nhưng ai ai cũng đều yêu quý quê hương mình. Âu, đó cũng là cái nghĩa của người có gốc vậy. Con trai cụ Hoàng Vưỡn có lý đúng khi vào du kích, tham gia kháng chiến, gìn giữ từng tấc đất của ông cha, không để mất vào tay quân giặc xâm lăng. Rồi con cụ được làm nên đến chức chủ tịch xã. Thế là to lắm, như chức lý trưởng ngày xưa chứ có kém cạnh ai đâu nhưng làm được đến thế con cụ đã phải nhờ người này nhờ người khác tranh giành sự tin cậy bằng cái lý lịch sạch sẽ chấp nhận những hành động vô luân đánh đổi cả phần đời còn lại sống trong sự ân hận dày vò vì nỡ đuổi bố đi cái giá như vậy cũng chẳng rẻ rúm gì nghe con cụ sám hối tạ lỗi với cụ làm cụ vợ đi bao uất hận những căm giận chất chứa trong lòng cụ mấy chục năm qua, tưởng như chỉ cần có dịp là bùng cháy, nay tự nhiên nguội lạnh. Tình cảm ruột già máu mù trong cụ trỗi dậy, bổn phần và trách nhiệm mà các bậc tiền nhân đã dạy, cá chuối đắm đuối vì con, làm cụ cảm thấy thương con vô cùng. Cụ quyết định tha tội cho Hoàng Vưỡn. Bây giờ ở Bách Thanh không phải chỉ có Hoàng Vưỡn, cụ còn có con gái yêu Hoàng Y Mai nữa, lâu rồi cụ không gặp con nhưng nghe hoàng vẫn nói lại và thư từ nó gửi về kể cho cụ biết ông bà giáo và bộ đội trượp đã tạo cơ hội cho nó ăn học nên người đúng là ân nghĩa của những người có chữ thánh hiền dành cho bố con cụ ngẫm ra thời nào cũng vậy những người nắm được ý nghĩa của chữ thánh hiền để lại bao giờ cũng là hình mẫu để tạo nên xã hội tử tế nghe Hoàng Vưỡn nói bộ đội trượt yêu Y Mai lắm, và con gái yêu Hoàng Y Mai của cụ cũng chẳng thể sống thiếu bộ đội trượt được. Cụ rất mừng. Trong dịp xa Bách Thanh lần này, cụ muốn lo cho Y Mai yên bề ra thất. Cụ muốn xin với ông bà giáo chuyên cho Y Mai được bắt bộ đội trượt làm chồng. Chúng nó nên vợ nên chồng, cụ nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng có điều gì hối tiếc. Đặt chân đến nhà Hoàng Vữn sau khi thắp hương trước bàn thờ tổ tiên thắp hương trước vong linh người vợ đầu gối tay ấp cụ hoàng vương đã đòi con cháu đưa sang thăm gia đình ông bà giáo chuyên cũng là thăm bộ đội trượp thật không may cho cụ bộ đội trượp và con gái cụ đều không ở nhà y mai đang đưa trượt xuống quân y viện chữa bệnh ông bà giáo đón tiếp cụ thật chân tình họ ôn lại những kỷ niệm xưa cũ cái hồi ông giáo còn là người dạy bình dân học vụ và thằng con Hoàng Vưỡn nhà cụ, một chữ bẻ đôi không biết, được ông giáo dạy cho đến đọc thông viết thạo để làm cán bộ. Cuộc đời đổi thay đến chóng mặt, Hoàng Vưỡn đã làm đến chức chủ tịch xã. Trong cái ơn rời mang lại cho Hoàng Vưỡn đó, không thể không có công ông giáo. Không biết con cụ đã làm được điều gì trả ơn cho ông bà giáo chưa? Cụ Hoàng Vươn muốn được thay con có một lại để tạ ơn thầy Thế nhưng ông bà giáo không cho, còn bảo: "Chúng cháu không lại cụ vì sự trọng tuổi tác của sân mình từ trước đến nay thì thôi, chứ sao lại dám vô lễ nhận lạy của cụ." Cái sự khiêm nhường của kẻ có học bao giờ cũng đáng kính trọng. Không biết con trai con gái cụ có học được những điều này hay là lại diễn cái thói chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng thì đáng xấu hổ quá. Trượp và Y Mai xuống quân y viện đã được 3 tuần. Các bác sĩ đã làm mọi việc để tái tạo lại cho Trượp. Chiến tranh quả là khốc liệt. Miếng tóc đùng của Mỹ mà cái bóng dần di ngụy bắn ra đã cắt xéo của anh một phần bộ phận duy trì nội giống mà trời đã ban cho từ thùa mới lọt lòng. Sự mất mát đó chẳng thể một sớm một chiều tái tạo được nổi. Quân y viện đã tốn rất nhiều công sức để khắc phục không chỉ cho riêng anh mà còn cho hàng trăm bệnh nhân khác, nhưng chưa thành công. Bây giờ, sau hàng chục năm, sự tiến bộ của y học nước nhà mới có điều kiện tái tạo được. Người ta đã phải lấy phần hoạt da dưới cánh tay của anh cuộn lại thành hình hài, sau đó đưa thể hang nhân tạo vào bên trong rồi ghép vào đó. Thể hang nhân tạo này có một công tắc điện giúp anh điều khiển được hoạt động của mình bình thường như mọi đấng mảy dâu khác tuy có phần lỉnh kỉnh nhưng đối với trượp như vậy cũng là tốt chán sau hơn một tháng công trình tái tạo khả năng duy trì nòi giống cho trượp của các bác sĩ quân y viện mới thành công và trượp được xuất viện ông bà giáo và cả làng bản đều vui mừng khôn xiết đón trượp về trước đây dân bản quý mến trượp vì tấm gương trung hiếu của một thương binh luôn tận tâm với công việc làng xã không nề khó khăn gian khổ nay khi biết anh phải chịu vết thương hiểm hóc ấy mọi người càng thương yêu cảm phục anh hơn ai cũng dành cho anh những tình cảm yêu mến người ta thể hiện tình cảm ấy bằng chút quà người cân đường hộp sữa người chụp trứng gà tươi người nải chuối con gà cân gạo túi đỗ tình người dân quê đối với nhau là thế ai cũng mong ông bà Sáu vui lòng nhận. Ông bà Sáu xưa nay chẳng biết nhận quà cáp của ai nên rất khó xử. Nhận thì trái với nề nếp gia phong, mà không thì phụ tình bà con lối xóm. Cuối cùng, chẳng biết từ chối thế nào, ông bà Sáu đành chịu nhận. Y Mai càng vui mừng khi một lúc đón nhận hai niềm vui lớn. Một là Trượp đã bình phục trở thành người bình thường Hai là được gặp bố mế và anh ở Tây Nguyên xa. Dù sao, bây giờ Y Mai cũng đã chính danh là em ông Hoàng Vữn, cô ruột của Hoàng Nguyên. Hơn nữa, Trượp đã lành vết thương, đã chính thức cầu hôn với Y Mai. Việc tiến hành các lễ nghi cho đám cưới sẽ được hai bên gia đình tổ chức trong những ngày tới. Tâm tư ông Hoàng vữn giờ 10 phần đã thanh thản được 6 7 ngày xưa lúc ông mới tròn 20 tuổi, nghe xui khôn xui dại, nghĩ không đến nơi đến chốn vì muốn được kháng chiến tin dùng, ông đã làm một việc bất hiếu, trà đạp lên luân thường đạo lý, đuổi bố ra khỏi nhà. Suốt thời gian dài ông ân hận, lương tâm bị dày vò đến mức lắm lúc như muốn phát điên lên. Trước bàn thờ tổ tiên, không lần nào thắp hương mà ông không tự xỉ vả vì tội lỗi của mình. Con người ít học như ông thường hay chỉ nhìn về phía trước, lo kiếm bát cơm, manh áo, lo kiếm chút công danh, chỗ ngồi ở đình, miếng đầu gà trong bữa cỗ mà chẳng mấy khi ngó lại phía sau xem chặng đường mình đã đi qua, ơn giày nghĩa thầm của mọi người, của tiền nhân để lại cho mình, sâu nặng, đầy đặn làm sao. Chỉ đến khi xong vở kịch đời, cởi áo trà cho phường hội mới thấy đau đớn vì lỗi lầm đã qua. Đau đớn mà không làm gì được nữa vì thời gian đã trôi đi chẳng bao giờ có thể kéo lùi lại. Ông chẳng thoát được luật đời vốn vừa tử bi vừa khắc nghiệt ấy. Nhờ em gái Y Mai mà ông tìm được bố, rồi lại được cụ rộng lượng hài hà tha cho lỗi lầm của đứa con bất hiếu thì ông như cất được gánh nặng bao năm đè lên cuộc đời ông. Dù rằng muộn còn hơn không, Ông đã xin bố cho đón cả gia đình về quê hương để ông phụng dưỡng. Nhưng ý cụ chỉ về thăm quê một lần dối già thôi. Còn cụ vẫn sẽ trở lại buôn làng xe đăng để sống gửi thịt, thác gửi hồn như cái lý, cái tình của người Tây Nguyên. Âu cũng là cái chữ thánh hiền cụ đã học được ở trường đời vậy. Thế nhưng, vẫn còn đó những điều nhăng cuội mà ông đã làm với dân làng. Nghĩ lại ông thấy ghê tởm mình quá. Ngày ấy, khi có chút quyền lực trong tay, ông đã tìm bằng mọi cách đẩy gia đình bá hộ Phạm Tùng vào thành phần địa chủ để cướp lấy quả thực mà người ta đã bằng mồ hôi, nước mắt và ơn giời mới có được. Lại nữa, vì không chiếm được tình yêu của bà Vân Thúy ở nương sắn buổi chiều hôm đó, ông đã nhẫn tâm vu vạ cho chàng trai Trần Văn Trượp, con bà vào tội tàng chữ sách cấm, để không cho đi học nước ngoài mà bắt đi bộ đội. Quả thực, những điều càn sợ ấy đã hạ thấp nhân cách của ông xuống không bằng đứa trẻ. Cái lý lịch gia đình mà ông cố xây dựng cho nó trong sạch ấy, xét ra chẳng thể thơm tho bằng những nhà ông đã bôi nhỏ họ. Bây giờ ông hối hận, hối hận thì đã quá muộn. Ông có ăn năn đến hàng nghìn lần thì cũng chẳng chuộc lại được lỗi lầm của mình. Ông chỉ muốn lạy họ nghìn cái để tạ tội may ra lòng ông có thanh thản được chút nào chăng? Trượp không tỏ ra thủ oán gì với ông. Phải chăng thuộc tính dòng họ gia đình đồ nho, giáo học, cha truyền con núi đã tạo thành bản tính của dòng họ Trần Văn, khiến ông có cố gắng theo đòi, cũng không sao học được. Âu cũng là xuyên nợ. Mai kia, trượp còn làm em rể của ông nữa, sự cay nghiệt này sẽ còn làm Hoàng vữn đau đớn đến bao giờ? Ông muốn tìm con đường ngắn nhất để xóa đi mặc cảm tội lỗi của mình. Thôi, chẳng làm được việc gì cho nên hồn, thì một lời thú nhận cũng gọi là biết quay đầu về núi. Ông Hoàng vữn bảo vợ con làm mâm cơm, mời ông bà giáo và chú trượp sang uống rượu để cởi bỏ những gì xưa cũ, chuẩn bị đón hạnh phúc cho em ông và để hai bên gia đình thông xa thuận đường đi lại. Từ ngày được trượp và y mai tha cho cái tội vu khống, vợ chồng Nguyên như được cải tử hoàn sinh. Đầu óc Nguyên đã bình tâm trở lại. Anh xin với huyện ủy, ủy ban cho từ chức và tiến cử trượp thay mình đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch huyện. Huyện ủy và ủy ban huyện hết sức thuyết phục, nhưng trượp kiên quyết không nhận. Anh nói, còn nhiều ấp ủ với công việc trồng rừng và chế biến gỗ để đảm bảo cho việc trồng rừng của nhân dân được ổn định, bền vững nguyên và sinh tản càng kính trọng trượp hơn ngoài lòng kính trọng bậc cha chú vì đã có lòng vị tha với con cháu trong nhà nguyên và sinh tản còn kính trọng bởi nhân cách một con người mà nền tảng giáo dục của gia đình trí thức đã ngấm vào máu thịt làm nên khuôn mẫu cho lớp người mới <laughs> Tối ở vùng đất Trung Su đến thật êm ái và nhẹ nhàng. Ánh trăng mười rằm tròn vành vạnh, trải một thảm vàng mát rượi xuống thung lũng Bách Thanh. Những hàng cây ven đường lá xanh ống, lấp loáng như được sát một lớp bạc mỏng. Tiếng côn trùng xỉ xả, phả vào không gian bản sao hưởng đồng quê mượt mà. Đây đó, tiếng quốc kêu như những nốt cao thánh thót làm cho bản sao hưởng thêm những âm điệu tươi sáng. Lúa vào mùa đứng cái, Khiến không gian như có hương vị ngọt mát của những xé lúa no đồng. Trượt và ông bà Sáu vừa đến ngõ nhà ông Hoàng Vữn, tiếng là người cùng một làng, lại thuộc hàng đồng niên, nhưng chẳng bao giờ ông bà Sáu bước chân qua cái cánh cổng sắt sơn xanh đỏ lè loẹt dẫn vào nhà ông Vữn. Một phần vì tính khí ông Sáu chẳng cầu cạnh cán bộ bao giờ, một phần vì tính cách hai nhà khác nhau. Bây giờ con ông Sáu lại làm bạn trăm năm với cô em gái của ông vữn, cho nên ông Sáu có muốn không đến cũng không được. Tiếng chó xé sủa nhanh nhách báo với chủ nhà là có khách. Ông Hoàng vữn thân trinh ra mở cổng, đón ông bà Sáu và chú Trượp. Ở sân khách, ngọn đèn ba dây treo chính giữa trên bộ tràng kỳ. Vợ chồng cụ Hoàng Vươn xoa tay theo lối lễ nghi nề nếp, mời ông bà Sáu ngồi vào sơi nước. Xét về ngôi thứ, ông bà Sáu là bậc thông gia ngang hàng với hai cụ. Hoàng Vưỡn chỉ là hàng dưới, nên cụ vẫn phải theo phép tắc mà cư xử. Phía bên, trên chiếc phản khuôn tranh, mấy anh em ông Vưỡn đang ngồi xếp bằng uống nước. Ông Hoàng Vưỡn niềm nở mời trượp vào ngồi cùng. Ánh đèn ba giây mờ mờ khiến khuôn hình mọi người cũng lấp lóa. Hết tuần nước, ba mâm cơm được bà Hoàng Vưỡn và Y Mai chỉ huy đám con cháu bưng lên. Hai chiếc đèn tọa đăng nữa cũng thắp sáng cho các mâm cơm thịnh soạn. Bỗng trượp giật thoát mình, người ngồi đối diện với anh kế bên ông Hoàng Vưỡn kia có phải là A Vâu, kẻ đã cùng nằm điều trị tại trạm phẫu tiền phương với Trượp. Hắn cũng chính là kẻ đã bắn trái tóc đùng khiến anh suýt chết. Trượp dụi mắt nhìn kỹ lại. Đúng là hắn không trộn đi đâu được. Vẫn cái dáng béo lùn, vẫn cái đầu tròn trông như củ su hào đã gọt vỏ. Vẫn cặp mắt ốc nhồi một mí, vẫn khuôn mặt trông như dày mỡ. Bây giờ trượt mới nhận ra, A Vô và Hoàng Vưỡn có những nét hao hao giống nhau. Thảo nào, khi ở trạm phẫu tiền phương, trượt nhìn A Vô cứ quen quen. Một câu hỏi lóe lên trong đầu trượt. Tại sao A Vô lại có mặt ở đây nhỉ? để trả lời cho câu hỏi của mình chợp cất tiếng chào chào anh a vô đến lượt a vô ngơ ngác sao anh lại biết tên miêng anh không nhớ tôi và anh cùng điều trị tại trạm phẫu tiền phương của bộ đội ở bắc tây nguyên à đến lúc này thì a vô nhớ rồi anh ta luống cuống chén rượu chân tay lập cập rơi xuống mâm tạo ra một tiếng kêu trầm đục mọi người xuống lại ngỡ ngàng hai người biết nhau từ trước à? Y Mai càng bị bất ngờ, líu cả lưỡi hỏi. Anh Trượp cũng nằm điều trị cùng anh hai của Y Mai. Đến lượt Trượp bất ngờ hỏi lại, A Vâu là anh hai của Y Mai sao? Thì A Vâu chính là anh trai của Y Mai. Sự đời có những chéo ngoe đến thế. Cùng một mẹ đẻ ra mà Y Mai là bộ đội giải phóng. Còn A Vâu lại theo quân đội Việt Nam Cộng Hòa hai anh em ở hai chiến tuyến nổ súng bắn nhau có chết không chứ? Bất giác, trượp đưa mắt nhìn A Vô. Hơn 10 năm rồi mà anh ta chưa quên mặc cảm tội lỗi của mình. Ngày ấy, anh ta đừng làm cái việc ngu ngốc của kẻ thua cuộc. Cùng đường, bắn lại trượp, bắn lại bộ đội, thì trượp đã không bị thương đến nỗi, tí nữa không thể duy trì được nòi sống, và anh ta cũng không bị mất một chân. A Vô ngồi đó, cái đầu tròn ủng, cúi xuống, che giấu khuôn mặt đáng thương, còn mắt bất lực, pha chút sợ sệt, không dám nhìn thẳng vào trượp. Bát cơm trong tay A Vâu run rẩy, anh ta gần như ngồi ăn lấy vị, chẳng lẽ lại bỏ bữa, đành đưa đũa gắp từng hạt cơm bỏ miệng. Cây ống quần bên chân cụt bùng nhùng khiến cho kiểu ngồi của A Vâu trông tranh như trực ngã. Nhìn A Vâu, trượp thấy trào dâng trong lòng niềm thương xót đất nước mình khổ thật. Chiến tranh đã qua lâu rồi, mọi vết thương trên cơ thể đã thành sẹo, đã tái tạo được. Ấy thế mà những vết thương lòng vẫn đang còn dỉ máu. Làm sao băng bó, làm lành chúng được? A vô là anh trai Y Mai. Mai kia, A vô là anh vợ của Trượp. Trượp không nỡ để tình cảm này cứ ngày đối ngày tiếp diễn đằng nào thì sự việc cũng đã xảy ra rồi. Nhắc đi nhắc lại, chỉ làm cho tình cảnh hai người xấu đi, đẩy nhau đến hai bờ thù hận mà thôi. Trượp quyết định không để thêm một ai biết được bí mật giữa anh và A Vô nữa. Đêm hôm đó, Trượp gặp riêng A Vô. Khi chỉ có hai người, Trượp mới bộc bạch lòng mình. Trước đây, lịch sử đã đẩy tôi vào anh vào hai chiến tuyến. Bây giờ, cũng chính lịch sử tạo nên cơ duyên cho tôi và anh là anh em tôi không muốn anh em trong nhà cứ phải xét nét nhau như thế khổ lắm bây giờ những gì đã qua thì cho qua đi chúng ta đã được cách mạng chữa cho lành vết thương chiến tranh chẳng lẽ chúng ta lại không tự chữa cho mình lành vết thương lòng sao vì vậy tôi và anh hãy coi chuyện đã qua là kỷ niệm dù rằng đó là một kỷ niệm buồn đừng để một ai biết nữa nhất là y mai tôi yêu cô ấy và không muốn cô ấy coi tôi là ân nhân sau khi làm đám cưới anh hiểu cho tôi chứ? Vâng, miệng rất biết ơn anh, miệng xin anh tha tội lỗi cho miệng. A vô vừa nói vừa cúi xuống, đưa tay không cầm nặng ra vái trượp, trượp vội đỡ A vô. Anh đừng làm thế, anh em mình là anh em mà. Ồ, anh em miệng là anh em hỉ. Thế là cái chữ nghĩa đã được trượp sử dụng như một phương tiện hữu hiệu để xóa đi mặc cảm của hai người từng ở hai chiến tuyến cái bắt tay thắm tình người giữa hoàng a vâu và trần vắt Trượp đã kéo xích hai người trước đây là thù địch của nhau về cùng một phía. sau hôm đó a vâu như được hồi sinh lại, anh như thanh thản và yêu đời hơn, chuẩn bị cho đám cưới của em gái mình. thế mới biết Trượp độ lượng biết trường nào. đúng là biết đủ coi như là đủ, bởi chẳng biết thế nào cho đủ, biết nhàn coi như là nhàn, bởi vì không hiểu thế nào mới là nhà Quý vị và các bạn thân mến Buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết keo đỏ của nhà văn Vũ Quốc Khánh Mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai Thu Loan xin kính chào tạm biệt